Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 28 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Biển Đông, Trung Quốc tập trận uy hiếp Việt Nam, thách thức hạm đội Mỹ. Bắc Kinh loan báo mở một cuộc tập trận tại Biển Đông, tức là Nam Hải theo cách gọi của Trung Quốc trong tuần này. Hành động phô trương sức mạnh của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh một hải đội tác chiến của Mỹ tiến vào khu vực. Và cũng ngay trong lúc này, Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang nhóm họp để bầu cử những chức danh lãnh đạo đất nước. Theo hãng thông tấn Reuters, thông báo của chính quyền Trung Quốc kèm theo lệnh cấm tàu thuyền đi lại trong vịnh Bắc Bộ nằm ở phía tây bán đảo Lôi Châu từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 1 năm 2021. Trung Quốc cũng không cho biết chi tiết khi nào tập trận diễn ra và với cường độ như thế nào. Quyết định diễu võ dương ngoài của quân đội Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ phía đông của Việt Nam công bố đúng vào lúc này có phải là ngẫu nhiên hay không, hay đó là hành động gây sức ép với Việt Nam trong kỳ đại hội đảng. Đây là hình ảnh chiến đấu cơ Z-15 của Trung Quốc thao dượt tác chiến cùng hàng không mẫu hạm Liêu Ninh diễn ra vào ngày 24 tháng 4. Theo hãng Reuters lưu ý bối cảnh, thứ nhất, một ngày sau khi tân Tổng thống Mỹ tuyên thệ, Hoa Kỳ đưa một hải đội tác chiến do hàng không mẫu hạm USS Gerald dẫn đầu vào vùng Biển Đông, nơi Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên 80% diện tích để đảm bảo quyền tự do lưu thông quốc tế. Hôm thứ Hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021, Bắc Kinh cũng lên án Mỹ thường xuyên đưa tàu sân bay vào Biển Đông, phô trương cơ bắp đe dọa ổn định hòa bình. Bối cảnh thứ hai là tại Hà Nội đang diễn ra Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, một sự kiện chính trị quan trọng của quốc gia láng giềng sát Trung Quốc. Song song với thông điệp và thông báo tập trận trên biển, Trung Quốc còn diễn tập phóng tên lửa mới đạn đạo tầm trung Đông Phong 26 ở phía đông và phía tây Hoa Lục. Liên đồng Đoàn Khoa học gia Mỹ FAS có trụ sở tại Washington và tạp chí Quốc phòng Defense ở Canada cho biết các dàn tên lửa ở Sơn Đông và Tân Cương với Đông Phong 26 có khả năng phóng tới Ấn Độ và căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuma, Nhật Bản. Đài Loan cũng vào hôm 26 tháng 1 năm 2021 tổ chức tập trận theo kịch bản không chiến sau hai đợt máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận. Hãng tin quốc tế Al-Jazeera của Qatar cho biết cuộc tập trận xuất phát từ căn cứ không quân ở cực nam của đảo, huy động nhiều chiến đấu cơ và hỏa tiễn phòng không. Cũng vào tuần trước, ông Andre Chang, tổng biên tập tạp chí quốc phòng có trụ sở tại Canada thì nói rằng lực lượng tên lửa của Trung Quốc đã triển khai khoảng 16 bệ phóng Đông Phong 26 tới căn cứ Thanh Châu ở tỉnh Sơn Đông và một số bệ phóng loại tên lửa đạn đạo tầm trung này tới thành phố Kola ở khu tự trị Tân Cương, miền Viễn Tây. Ông Chang cho rằng vị trí triển khai tên lửa Đông Phong 26 cho thấy Ấn Độ nằm trong tầm bắn và căn cứ hải quân của Mỹ ở thành phố Yokosuma và các tiền đồn quân sự khác của Mỹ tại Nhật Bản nằm trong vòng nguy hiểm. Đông Phong 26 là loại tên lửa đạn đạo phóng từ bệ phóng đặt trên xe, dễ dàng di chuyển trên đường. Tên lửa được trang bị đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân có tầm bắn 5.000 km. Đây là hình ảnh tên lửa đạn đạo Đông Phong 26 của quân đội Trung Quốc. Theo trang BBC tiếng Trung, mới hôm 25 tháng 1 năm 2021, Trung Quốc cũng cử một số tàu hải cảnh ra vùng biển này để tìm kiếm ngư dân gặp nạn. Trong tháng 12 năm 2020, 3 tàu hải cảnh số 0127, 0128 và 0129 của Trung Quốc đã có các hoạt động diễn tập gần bờ. Cũng trong năm 2020, Trung Quốc tiến hành tới 20 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó 9 lần ở Vịnh Bắc Bộ. Quy mô và sự tham gia của Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trong các lần tập trận này rất khác nhau. Có những lần Trung Quốc điều tàu sân bay Sơn Đông và tàu đổ bộ Tuyếp 075 tham gia, nhưng có những lần chỉ là diễn tập thông thường với tàu hải cảnh. Căn cứ hải quân Trạm Giang của Trung Quốc nằm trên bán đảo Lôi Châu là đồn trú của các tàu chiến mặt nước thuộc hạm đội Nam Hải, còn tàu ngầm thì đóng ở căn cứ trên đảo Hải Nam. Hãng tin Reuters vào hôm 26 tháng 1 cho hay cả việc Trung Quốc diễn tập quân sự ở phía tây Vịnh Bắc Bộ và đoàn tàu chiến hạm của Hoa Kỳ vào Biển Đông xảy ra sau khi ông Biden nhận chức Tổng thống Hoa Kỳ và khi Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 đang nhóm họp căng thẳng ở Hà Nội. Truyền thông Đài Loan vào hôm 26 tháng 1 cũng đăng tải các tin này sau khi các cuộc xâm nhập đông đảo của không quân Trung Quốc ở vùng quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát ở Biển Đông. Tuy nhiên, trong quá khứ, các tuyến hàng hải của các tàu chiến, Hoa Kỳ và các nước thường chỉ đến gần Hoàng Sa, Trung Quốc gọi là Tây Sa, rồi rẽ về phía Đông Bắc, có thể tới thăm Hồng Kông,
khi quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc còn bình thường, hoặc đi vào eo biển Đài Loan để phô trương sức mạnh. Cách chính quyền Donald Trump và Biden để tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với Đài Loan dù không công nhận ngoại giao chính thức, chính quyền trên hòn đảo này. Đây là hình ảnh nữ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trong một lần tham gia tập trận. Vịnh Bắc Bộ đã được phân định biên giới trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam sau nhiều giai đoạn được quan chức Việt Nam mô tả là khó khăn. Giai đoạn đầu là từ năm 1974 đến năm 1978, rồi bị gián đoạn vì chiến tranh Việt-Trung. Từ năm 1991 đến năm 2000, các đoàn hai bên đã làm việc qua hàng chục lần gặp, hội họp và đàm phán cấp chính phủ, để đến ngày 25 tháng 12 năm 2000 thì Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ mới được ký kết. Theo ông Trần Công Trục, cựu trưởng ban biên giới chính phủ, nói với báo chí như vậy. Căn cứ vào đường trung tuyến phân định Vịnh Bắc Bộ chạy qua 21 điểm được đăng trên báo Nhân dân ngày 29 tháng 7 năm 2004 và những gì Trung Quốc vừa công bố thì phạm vi cấm tàu thuyền cho hoạt động diễn tập hải quân của Trung Quốc nằm ở phía đông của đường phân định này. Theo các báo Việt Nam, Vịnh Bắc Bộ có diện tích gần 130.000 km², chiều ngang nơi rộng nhất là khoảng 310 km², nơi hẹp nhất cửa vịnh rộng 207 km², và bờ vịnh Bắc Bộ phía Việt Nam dài 800 km, phía Trung Quốc dài gần 700 km. Phần phía Việt Nam có khoảng 2.300 đảo đá ven bờ, phía Trung Quốc có một số ít đảo nhỏ phía đông bắc như Vịnh Châu, Tả Dương, và bờ xa nhất về phía đông bắc là bán đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông. Ông Biden được cho rằng kiên nhẫn chiến lược với Trung Quốc. Chữ kiên nhẫn chiến lược trong chính sách của Tổng thống Mỹ Biden với Trung Quốc gợi lên chiến lược tương tự những gì mà cựu Tổng thống Barack Obama từng dùng. Cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc là một điểm mấu chốt trong thế kỷ 21. Và điều này không phải chỉ với Mỹ với Trung Quốc, mà ngay cả Việt Nam với Trung Quốc và các nước khác với Trung Quốc cũng như vậy, đều phải cạnh tranh gay gắt. Dư luận quốc tế đã tiến thêm một bước trong việc đoán định chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời ông Biden. Vào hôm 25 tháng 1, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử ông Antonio Blinken vào vị trí Ngoại trưởng, thư ký báo chí Nhà Trắng trên, sau đó cũng đã có những phát biểu chính thức đầu tiên về đối ngoại. Trung Quốc thách thức giá trị lợi ích Mỹ. Đây là hình ảnh bà Saki, thư ký báo chí Nhà Trắng. Quan điểm của Washington dưới thời ông Biden có thể vẫn xem Bắc Kinh là đối trọng số 1, nhưng cách làm sẽ khác thời chính quyền tiền nhiệm Donald Trump. Phát biểu vào hôm 25 tháng 1, thư ký báo chí Nhà Trắng Paskin cho biết Mỹ đang tham vấn đồng minh và xem xét chính sách với Trung Quốc cũng như những lập luận từng xuất hiện trong thời ông Trump. Bà Paskin khẳng định Trung Quốc đang là đối tác và là thách thức giá trị lợi ích rất lớn của Mỹ. Những gì chúng ta đã thấy trong vài năm qua là sự quyết đoán hơn của Trung Quốc đối với nước ngoài, và Bắc Kinh hiện thách thức đáng kể với an ninh, thịnh vượng và giá trị của chúng ta. Vì vậy, đòi hỏi một cách tiếp cận mới của Mỹ. Chúng tôi muốn tiếp cận điều này với một chút kiên nhẫn chiến lược. Bà Paskin đã nói như vậy. Thông điệp này được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng ngày có phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Trong đó, ông kêu gọi phối hợp toàn cầu về vấn đề đối phó với đại dịch COVID-19 cũng như các thách thức khác. Ông Tập cũng cảnh báo rằng sự đối đầu bao gồm thương chiến sau cùng sẽ làm tổn thương lợi ích của một bên mà thôi. Cũng theo bà Paskin, thông điệp của ông Tập sẽ không ảnh hưởng tới lập trường hiện nay của Mỹ đối với Trung Quốc. Washington vẫn nhìn nhận rằng họ đang trong một cuộc cạnh tranh nghiêm trọng với Bắc Kinh. Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng tiếp tục cáo buộc Trung Quốc có hành động làm tổn thương người lao động Mỹ, ngành công nghệ Mỹ và đe dọa đồng minh của chúng ta, cũng như tầm ảnh hưởng của chúng ta trong các tổ chức quốc tế. Giới quan sát quốc tế không mất nhiều thời gian để tập trung vào chữ kiên nhẫn của bà Paskin, từ này phảng phất cách tiếp cận kiên nhẫn chiến lược mà vốn ông cựu Tổng thống Obama đã từng áp dụng ở câu chuyện hạt nhân Triều Tiên và châu Á nói chung. Ông Biden vẫn tiếp quản vị trí lãnh đạo nước Mỹ trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng trong hầu hết các lĩnh vực từ thương mại, công nghệ, nhân quyền cho đến sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Đây có thể là điểm mấu chốt cho thấy ông Biden sẽ phải có chính sách mới đối với Trung Quốc. Và tờ báo Financial Times của Anh cuối năm ngoái cũng cho biết các đồng minh của Mỹ ở châu Á đã thúc giục ông Biden tránh lặp lại những thất bại chiến lược của chính quyền Obama. Đây là hình ảnh ông Biden tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington DC khi còn làm phó tổng thống cho ông Obama. Các quan chức và chuyên gia châu Á lo ngại rằng ưu tiên hiện nay của ông Biden sẽ tập trung cho đối nội với việc đối phó với COVID-19 và phục hồi kinh tế. Lấy ví dụ như John Kiaru, một chuyên gia về châu Á tại Đại học Yosai Seoul, Hàn Quốc,
cảnh báo rằng vấn đề đối nội của Mỹ sẽ áp đảo đồng nghĩa với các vấn đề như đàm phán hạt nhân Triều Tiên sẽ không còn là ưu tiên. Ngoài ra, một mối quan hệ tránh đối đầu trực diện với Trung Quốc mà ông Biden theo đuổi cũng bị nghi là ảnh hưởng tới cam kết của Mỹ đối với Đài Loan và Biển Đông. Ông Biden trong thời gian tranh cử năm 2020 cũng cho biết ông sẽ cứng rắn với Trung Quốc dù phản đối cách ông Donald Trump đơn phương tăng thuế nhập khẩu, dẫn tới các màn tăng giá và tăng thuế quan trả đũa trong thương chiến. Ông Blinken, người được ông Biden chọn làm ngoại trưởng tại phiên điều trần ở Thượng viện vừa qua, cũng nhấn mạnh rằng Washington sẽ tiếp tục gây áp lực lên Trung Quốc một cách làm mà ông nói là đúng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Nói cách khác, chính quyền của Biden thể hiện rằng họ tán đồng thái độ cứng rắn với Trung Quốc như thời ông Trump, song cách hành động của họ sẽ kiên nhẫn hơn, có tính chiến lược hơn và phối hợp với các đồng minh nhiều hơn nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 với bản tin Biển Đông, Trung Quốc tập trận uy hiếp Việt Nam, thách thức hạm đội Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.